Từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, tỉnh Quảng Ninh đã kiên cường vượt qua các làn sóng dịch, giữ vững địa bàn vùng xanh an toàn trong gần 4 tháng, chủ động triển khai tiêm chủng trên diện rộng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo nền tảng rất căn bản để chuyển sang trạng thái thích ứng, sống chung an toàn. Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu, sẵn sàng và đã vững vàng chuyển trạng thái. Tỉnh đã kịp thời ban hành chỉ thị 18 mang tầm chiến lược và cụ thể hóa nghị quyết 128 của Chính phủ và kết luận Hội nghị Trung ương 4 được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị 18, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao tính chủ động trong việc triển khai các phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn theo từng cấp độ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể nảy sinh theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, dự phòng tích cực, chủ động từ xa từ sớm từ cơ sở, gắn với huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cơ sở. Khi có ca F0 xuất hiện, đã nhanh chóng khoanh vùng nhỏ nhất nơi có nguy cơ để xác định ổ dịch, truy vết kịp thời, xét nghiệm diện rộng để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly F1, theo dõi F2. Chính vì vậy, dù xuất hiện hàng trăm ca F0 và nhiều ổ dịch, nhưng tình hình vẫn cơ bản được kiểm soát. Tính từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 28 tháng 11, toàn tỉnh đã ghi nhận 669 người mắc COVID-19, trong đó có 456 ca F0 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nhờ số ca mắc COVID-19 đã được tiêm vaccine đạt cao, nên nguy cơ lây nhiễm và trở nặng đã giảm đi đáng kể. Trong số 669 người mắc thì số không có triệu chứng chiếm trên 77%. Đến thời điểm này đã có 653 ca giảm nhẹ và chữa khỏi, chiếm 99,39%. Trong đó đã có 336 người khỏi và ra viện. Thực hiện chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả rất nhiều mô hình, trong đó có mô hình cách ly F1 tại nhà với mục tiêu giảm tải áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung, làm cơ sở cho việc sẵn sàng phương án cách ly, điều trị trong tình huống dịch có diễn biến phức tạp. Trong tổng số 10.447 F1 phát hiện tại các địa phương trong 6 tuần qua, có tới 10.174 F1 được theo dõi tại nhà. Quảng Ninh đã mạnh dạn thực hiện điều trị các ca F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà, đồng thời thí điểm cho F1 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đi làm trở lại nhưng phải có kết quả test nhanh âm tính trước ca làm việc và phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. F2 liên quan đến các ổ dịch của các đơn vị trong khu công nghiệp Cảng Biển Hải Hà được đi làm trở lại sau khi F1 liên quan có kết quả xét nghiệm âm tính. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa quy định phòng dịch và hướng ước nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Năng lực xét nghiệm tại các địa phương tiếp tục được củng cố. Trên địa bàn tỉnh, hiện có 13 đơn vị xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR với công suất xét nghiệm đạt trên 13.700 mẫu đơn một ngày, đáp ứng việc chủ động trong xét nghiệm tầm soát và bóc tách F0, khoanh vùng nhanh nhất, hẹp nhất. Hiện nay, 12 trên 13 địa phương đã có quyết định thành lập, kiện toàn trạm y tế lưu động với tổng số 123 trạm, rà soát điều chỉnh, tăng cường để 100% số trạm y tế có bác sĩ công tác, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác chuyên môn y tế cho các tuyến y tế cơ sở, chủ động điều trị các ca F0 tại nhà và hỗ trợ chuyên môn cho tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng. Người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã phát huy hiệu quả vai trò chủ thể, trung tâm phòng chống dịch thông qua việc chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát hàng tuần, thực hiện nghiêm quy định 5K, khai báo y tế, quét mã QR. Tỷ lệ lượt lao động trong các khu công nghiệp được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Quảng Ninh cao hơn nhiều lần so với quy định của Bộ Y tế. Toàn tỉnh cũng đã chuẩn bị đủ vaccine tiêm đồng loạt 2 mũi cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, được Bộ Y tế đồng ý cấp thuốc điều trị COVID-19. Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch. Hiện nay, toàn bộ cơ sở dữ liệu xét nghiệm real-time PCR của các đơn vị xét nghiệm trong tỉnh đã tích hợp với cơ sở dữ liệu phần mềm PC-COVID. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện thì Quảng Ninh luôn chủ động phòng chống dịch hiệu quả, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, giữ phòng tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Đặc biệt, khi bước vào thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 càng cho thấy tính đúng đắn, hiệu quả của phương châm này. Trong đó, cùng với sự quyết liệt sát sao trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thì quan trọng nhất vẫn là vai trò của chính mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư và các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh. Những chủ thể quyết định thành công trong chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Về các giải pháp trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu phải tăng tần suất xét nghiệm tầm soát chủ động với trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine, đặc biệt là học sinh và đối với người trên 65 tuổi có bệnh lý nền mà không thể tiêm vaccine. Khuyến khích tối đa việc các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan công sở chủ động thường xuyên tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2, tầm soát sàng lọc định kỳ theo quy định cho người lao động của mình và có tích hợp kết nối dữ liệu với các ứng dụng phòng chống dịch.
tập trung rà soát trang bị đầy đủ vật tư hóa chất sinh phẩm, trong đó ưu tiên cho các địa phương còn nhiều khó khăn như miền núi, hải đảo. Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý và vận hành hệ thống thí điểm khai báo y tế tự động không dừng tại Cầu Bạch Đằng trên cơ sở ứng dụng triệt để công nghệ trí tuệ nhân tạo cộng quy trình cộng con người. Các địa phương Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và các sở ngành Giao thông Vận tải, Công an, Y tế và Thông tin Truyền thông phải cử lãnh đạo trực tiếp tham gia hoàn thiện các mô hình quản lý, vận hành tại các điểm khai báo y tế tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Trong quá trình hoàn thiện phải có phương án phân luồng, phân làn và điều hành phương tiện, người qua chốt, công khai quy trình cảnh báo tốc độ. Tiếp tục tuyên truyền để mỗi người dân, người lao động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tuân thủ nghiêm quy định 5K, quét mã QR, khai báo y tế hàng ngày, khai báo di chuyển nội địa. Khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine, người già, người có bệnh nền, không thể tiêm vaccine, hạn chế tối đa đi đến các sự kiện tập trung đông người, những khu vực công cộng có nguy cơ cao. Các địa phương phải tiếp tục nâng cao năng lực 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống, đồng thời rà soát và nắm bắt được những người chưa tiêm vaccine đang cư trú, thường trú, tạm trú trên địa bàn. Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy cũng nghe báo cáo khối lượng tiến độ thực hiện công việc trong tuần đối với các công trình trọng điểm, nguồn vốn ngân sách tỉnh, đặc biệt là các dự án hoàn thành trong năm 2021, tiến độ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Ngay sau khi ghi nhận chùm ca mắc chưa xác định được nguồn lây tại xã Thống Nhất, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long đã gấp rút lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân tại xã này. Trong đêm qua, với sự tham gia của 150 y bác sĩ từ các bệnh viện Bãi Cháy, Y Dược Cổ truyền, Sản Nhi, Đa khoa Hạ Long, Trung tâm Y tế thành phố và trạm y tế các xã phường, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 11.318 người đang sống và làm việc trên địa bàn xã Thống Nhất. Đến chiều tối ngày hôm nay thì đã xác định được gần 4.000 trường hợp âm tính. Đối với hai mẫu gộp 5 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 thì đang được tiếp tục làm xét nghiệm mẫu đơn để sàng lọc. Tiếp tục thông tin về công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Cùng với 6 địa phương đã hoàn thành là Ba Chẽ, Vân Đồn, Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái và Cô Tô, thì các địa phương còn lại vẫn đang nhanh chóng triển khai tiêm chủng cho trẻ em, trong đó chú trọng đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho các em và phụ huynh hiểu về tầm quan trọng của tiêm chủng, đảm bảo nhanh chóng hoàn thành tiêm chủng theo đúng kế hoạch. Là một trong những địa phương đã xuất hiện F0 trong cộng đồng, cùng với quyết liệt phòng chống dịch, huyện Đầm Hà đang tích cực tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Toàn huyện đã có 1.328 em được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Em đã tìm hiểu về tiêm chủng vaccine. Vaccine rất là tốt cho mình, có tăng cái hệ miễn dịch và phòng chống bệnh, giúp cho bản thân mình phòng bệnh và cũng từ đó thì giúp cho cộng đồng, mình sẽ không bị ảnh hưởng đến cộng đồng. Em cảm thấy rất vui và phấn khởi khi mà được chính quyền cũng như là tỉnh và huyện quan tâm đến chúng em khi là chúng em là học sinh và cũng đã được tiêm như người dân. Em cảm thấy là rất vui và yên tâm để chuẩn bị, có thể bản thân có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ạ. Tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất trong chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, qua đó giảm thiểu nguy cơ mắc COVID-19 và trở nặng hoặc tử vong, tránh quá tải cho hệ thống y tế, nhất là ở những địa phương điều kiện y tế còn khó khăn. Huyện Đầm Hà đang tiếp tục tuyên truyền vận động và gấp rút hoàn thành tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Tâm lý của học sinh nó không như người lớn, do vậy chúng tôi xác định và đã cùng với ngành giáo dục của huyện đã quán triệt đến các trường làm sao đó trước khi tiêm thì cũng đã phải có những cái cuộc tư vấn để cho học sinh có một tư thế rất là vững vàng về mặt tinh thần, rồi trách nhiệm của các em học sinh. Đến chiều nay, tỉnh Quảng Ninh đã có thêm gần 11.000 học sinh được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 57,82%. Sau một thời gian học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì hôm nay 37 trong tổng số 45 trường học trên địa bàn huyện Hải Hà đã đón học sinh đi học trở lại trong điều kiện đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, các nhà trường đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khử khuẩn bàn ghế, hành lang, đồ dùng, trang thiết bị học tập, đảm bảo điều kiện về y tế, đồng thời phối hợp với các phụ huynh để thực hiện test nhanh cho học sinh tại nhà, tạo mã QR và lập sổ theo dõi cá nhân. Các nhà trường cũng rà soát, lập danh sách những gia đình thuộc diện F1 và một số trường hợp học sinh có các triệu chứng như là sốt, ho, cảm cúm, tạm thời chưa cho tới trường. Đối với 8 trường còn lại thì vẫn đang tổ chức cho học sinh học trực tuyến và tùy vào tình hình cụ thể trong những ngày tới sẽ lên phương án đón các em đi học trở lại trong điều kiện an toàn, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Theo Sở Y tế, trong ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 9 ca mắc COVID-19.
Trong đó, thành phố Hạ Long có 1 ca, huyện Tiên Yên 1 ca, huyện Hải Hà 5 ca, huyện Đầm Hà 1 ca, huyện Bình Liêu 1 ca. Lũy tích số F0 ghi nhận tại Quảng Ninh cho đến nay là 825 ca. Số vaccine phòng COVID-19 tiêm trong ngày là 11.334 mũi, nâng tổng số người được tiêm lên gần 1.102.000 người. Ngành y tế và các địa phương đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch lan rộng trong cộng đồng. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng chủ trì họp nghe báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm. Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp, gây khó khăn trong thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên ngay từ đầu năm, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo kịch bản tăng trưởng, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước đến nay đạt 42.440 tỷ đồng, bằng 82% dự toán, 96% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt trên 8.900 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 33.500 tỷ đồng. Ước thu ngân sách cả năm đạt 51.500 tỷ đồng, bằng 116% dự toán trung ương giao, bằng 105% cùng kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng ghi nhận nỗ lực của Cục Thuế, Hải quan và các sở ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Để đảm bảo hoàn thành số thu ngân sách nhà nước tháng 12 trên 9.000 tỷ đồng, các sở ngành đơn vị địa phương cần khẩn trương rà soát, đôn đốc các nguồn thu thuế, thu nhập doanh nghiệp và cá nhân, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành than, điện, xi măng, xăng dầu để phục vụ chỉ đạo điều hành thu ngân sách. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là thành phố Hạ Long, quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách đối với tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn. Sau hơn một tuần, Tổng cục Thuế chính thức công bố hệ thống hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận và sử dụng hiệu quả hóa đơn điện tử. Từ khi mà chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thì doanh nghiệp tôi đã chuyển đổi sang và không gặp khó khăn gì. Việc lập hóa đơn cũng rất là thuận lợi và dễ dàng, gửi cho khách hàng cũng rất dễ dàng. Khi vào làm thì rất là nhuần nhuyễn chứ không phải bỡ ngỡ cái gì nữa, bởi vì là đã hướng dẫn hết rồi, thuế đã hướng dẫn hết rồi. Có cái gì khúc mắc thì có thể điện lên hỗ trợ rất là kịp thời. Trước kia dùng hóa đơn giấy thì thấy nó viết nó mỏi tay lắm, nhưng bây giờ hóa đơn điện tử thì tí là xong, rất là nhanh. Mà sau đó xong cái là khách hàng đã nhận được rồi, phản hồi rất là tốt. Đến thời điểm hiện tại, trên địia bàn tỉnh đã có 3.774 trên tổng số 8.644 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định và thông tư mới, đạt tỷ lệ 43,6%. Trong đó, riêng Chi cục Thuế khu vực Uông Bí Quảng Yên đã hoàn thành chỉ tiêu triển khai tới 70% doanh nghiệp ngay trong tuần đầu. Chúng tôi cũng quyết tâm phấn đấu là sẽ đến 31 tháng 12 sẽ hoàn thành chỉ tiêu 100% tổ chức người nộp thuế, doanh nghiệp thì trên địa bàn sẽ sử dụng áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123. Và về đích trước, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính trước 3 tháng. Với những kết quả tích cực trong triển khai hóa đơn điện tử, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ hoàn thành trước 2 tháng so với lộ trình Bộ Tài chính giao. Ngay trong cuộc họp Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục chủ trì, quyết liệt triển khai, các sở ngành liên quan và các tổ chức, đoàn thể tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mục tiêu sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2021 đối với toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời triển khai ngay việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử đối với đối tượng là hộ kinh doanh cá thể đang sử dụng phương pháp kê khai thuế, hoàn thành trong tháng 1 năm 2022. Thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông kết nối đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, cùng với việc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lên phương án, thì thị xã Đông Triều đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 1 năm 2022. Phát huy tinh thần, kinh nghiệm từ chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, trong việc thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông, cùng với việc kiểm đếm công trình vật kiến trúc, xác minh nguồn gốc đất, thị xã Đông Triều đang tập trung công tác tuyên truyền để người dân ủng hộ bàn giao trước mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Chủ trương mở đường 10 làn này thì sẽ phát triển được kinh tế xã hội của tỉnh,
của thị xã Đông Triều, gia đình hoàn toàn ủng hộ cơ quan chức năng vào kiểm đếm để giải phóng mặt bằng làm nhà. Nói chung là gia đình là chúng tôi là cũng hoàn toàn nhất trí thôi. Việc kiểm đếm nói chung xong rồi, nhưng là riêng gia đình tôi là cũng còn là thiếu còn là một vài chi tiết nữa thì cái việc cái tính sau. Chúng tôi đang tập trung phối hợp, trước hết là để tập trung phổ biến tuyên truyền giải thích về các cái cơ chế chính sách cho đối với các hộ dân có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, để góp phần cho người dân nắm bắt được kịp thời các cái chủ trương chính sách của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, để chung tay ủng hộ đồng tình với việc triển khai thực hiện dự án. Tuyến đường ven sông có tổng chiều dài 41,2 km, đoạn qua địa bàn thị xã Đông Triều dài trên 26 km với diện tích đất thu hồi trên 279 ha, ảnh hưởng tới 2.842 hộ dân, trong đó diện tích đất ở 2,84 ha, 225 trên 249 hộ dân phải thực hiện tái định cư, còn lại phần lớn là diện tích đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm. Thời điểm hiện tại, thị xã Đông Triều đã hoàn thành kiểm đếm được 100% hộ gia đình có diện tích đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, gần 94% hộ dân có đất ở, 100% hộ gia đình có phần mộ đã nhận tiền và cam kết di chuyển trong thời gian sớm nhất. Hơn 150 ngôi mộ thì người dân đã đồng thuận nhận tiền và cũng có mốc ngày là cam kết, mốc ngày là trước ngày 15 hoặc trước ngày 20 tháng 11 âm lịch là dân sẽ di chuyển. Còn đối với mốc mà cái đất nuôi trồng thủy sản và cái đất cây lâu năm và cái một số đất của các doanh nghiệp, có 5 doanh nghiệp trên địa bàn ấy, thì anh em cũng đã kiểm đếm xong được khối lượng. Hiện tại đang công khai phương án cho dân, hay là cũng dự kiến là trong trước 15 tháng 12 cơ bản là sẽ giải phóng xong những cái nội dung cái đất này. Còn đối với đất ở thì chậm nhất là ngày 10 tháng 12 là sẽ công khai phương án cho các hộ dân. Để mục tiêu làm sao là trước ngày 30 tháng 12 là sẽ phê duyệt được 2/3 cái số hộ mà có đất ở. Việc kiểm đếm xác định nguồn gốc đất lên phương án giải phóng mặt bằng đang được các ngành chức năng của thị xã Đông Triều triển khai thực hiện trong cả những ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án trong quý 1 năm 2022. Ngày mai sẽ diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những năm qua, cùng với thành tích nổi bật trên các mặt công tác, thì các cấp hội phụ nữ các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có thị xã Quảng Yên, luôn quan tâm tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Chị Bùi Thị Liên, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã được vay tín chấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền 50 triệu đồng để mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi 1 vạn con vịt, đầu tư máy ấp trứng, cung cấp cho thị trường trên 5.000 quả trứng mỗi ngày, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập 7,5 triệu đồng một người một tháng. Cũng nhờ hỗ trợ của Hội Phụ nữ xã, và thị xã cho vay có ít vốn thì bắt đầu là tung ra là làm trang trại lớn hơn. Thì đến thời điểm này là gia đình nhà tôi cũng kinh tế cũng ổn định. Hội Phụ nữ xã cũng đã vận động chị tham gia các lớp tập huấn cho phụ nữ khởi nghiệp để chị có những cái cơ hội phát triển thêm. Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ, vay tín chấp của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều chị em hội viên phụ nữ có điều kiện đầu tư, mở rộng phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ vài trăm đến hàng tỷ đồng một năm. Tôi cũng được vay vốn 50 triệu, cái số tiền của chính sách thì tôi cũng đầu tư vào cái dàn này là mất 43 triệu. Thì coi như là 3-2 năm nay là chúng tôi không phải đầu tư vào nữa. Thu nhập hàng tháng thì nói thật là tôi cũng được khoảng tầm 30 triệu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của thị xã để làm sao cho các chị em hội viên phụ nữ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các nguồn vốn ưu đãi. Từ các nguồn vốn vay được sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, 5 năm qua, đã có 229 gia đình hội viên phụ nữ thị xã Quảng Yên thoát nghèo. Theo thông tin từ Ban tổ chức Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2021, sau 4 ngày diễn ra, đã có gần 6.000 lượt người dân và du khách tới tham quan mua sắm tại hội chợ. Là hoạt động thuộc chương trình Xúc tiến Thương mại cấp quốc gia,
Hội chợ có quy mô 250 gian hàng, quảng bá giới thiệu gần 1.200 sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh và 34 tỉnh thành trong nước. Giới thiệu hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử và giới thiệu chương trình khuyến mại của các đơn vị phân phối lớn trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021. Hội chợ được tổ chức tiếp tục khẳng định nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo môi trường kích cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành trong nước. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày mùng 2 tháng 12. Hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả Việt Nam 29 tháng 11, sáng nay Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tập trung đợt 2 năm 2021, gồm 161 mặt hàng rượu, nước giải khát, bánh kẹo, mỹ phẩm các loại, mũ thời trang, thực phẩm, tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Đây đều là những mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được các đội quản lý thị trường các địa phương trong tỉnh phát hiện, thu giữ từ tháng 6 cho đến nay. Tính từ đầu năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra phát hiện 772 vụ vi phạm với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính gần 6,1 tỷ đồng. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.